Trời hôm nay rất là mát mẻ nha. Kiểu này mà đi dạo thì rất là lý tưởng. Con đường rất là rộng và đẹp, hầu như là đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh nha. Buổi thứ 6 cuối tuần. Và tôi quay thử cho các bạn xem một đoạn thôi. Cái đường hoàng lá này do hai chỗ thằng bên gồm 4 làn đường. Rất là rộng nha. Và chúng ta đang đi qua Phú Mỹ Hưng.
con đường này nói chung là khá dài. Tôi sẽ quay đến đoạn cái cầu là gọi là cái cầu đỏ, cầu ông lớn.